Chú Năm cho vị đồng đạo hỏi nhà chú chỉ dạy dùm. Từ lúc nhận Phật tánh trong khi thực hành, sao biết mình tiến bộ? Nhờ chú dạy dùm, chỉ dạy dùm cho thầy. Kính thưa quý vị, để tiếp theo có một vị đồng đạo hỏi. Từ lúc nhận được Phật tánh mà thực hành, làm sao biết được mình tiến bộ? Kính thưa quý vị, khi mà chưa được nhận Phật tánh thì chúng ta giống như cái đêm 30, tối hù không biết gì hết. Bây giờ khi được nhận Phật tánh rồi, ví như trăng mùng 1, nó từ từ cái lưỡi liềm nó lớn lên dần dần, mùng 2, mùng 3, rồi lớn dần dần, mùng 9, mùng 10. Thì tới một rằm thì nó sáng dậy trời hết. Nên một, nên hai còn bé tuổi 15, 17, 4 phương hay. Tại sao vậy? Làm sao dễ biết được cái này? Xin thưa rằng, hồi chưa nhận Phật tánh, tâm mình nó còn tham sân si, còn giận hờn thương ghét đủ thứ, phiền não, khổ đau ở trên cõi trần này, mình vướng mắc đủ thứ. Khi nhận Phật tánh rồi, tham sân si nó dịu ngọn liền, phiền não khổ đau nó hạ xuống liền, tất cả tội lỗi nó đều dừng lại hết. Đó. Một khi người thấy tánh bổn lai, các vọng niệm trần ai mới dứt. Đó. Cái vọng niệm trần ai nó cũng dứt luôn, là tâm mình sẽ thanh tịnh. Mà tâm mình thanh tịnh như như bất động thì sáu căn không nhiễm sáu trần, mà sáu căn không nhiễm sáu trần thì lục thông phát hiện liền. Mắt tha bất huệ tức thì, tai tha tai tỏ là gì cũng thông, thân ý tha cũng không hề buộc, thân nhẹ nhàng, ý được tịnh minh. Đó, mình hành được như vậy, nhận được Phật tánh rồi, thân nhẹ nhàng, ý được tịnh minh. Mình nhẹ nhẹ như không khát gió, lòng trong trong thể tợ như gương, ái ân hết buộc cho phiền não, danh lợi không làm cảnh yếu dương, ở thế nhưng ra ngoài khỏi thế, thần tiên chung bước một con đường. Đó, cái người kiết tánh nó có những cái như vậy, an vui, hạnh phúc, khoái lạc, chứ không có cái vụ mà rầu buồn bứt rứt, nhìn cái mặt sáng rỡ, chứ không có vụ nhìn cái mặt nhăn nhăn nhó nhó mà chứa phiền não nhóc trong đầu, thì biết cái ông đó trúng rồi đó, kiến tánh rồi đó. Còn cái ông nào đó thấy tánh mà phiền não giận hờn đủ thứ, cái mặt màu gì mà hết là không êm rồi. Ông đâu nói thì dân tự rồi chứ ông chưa thấy. Thì ở đây nghe câu hỏi vừa qua đó, tôi trình bày ngắn gọn rồi đến đây kết thúc.